Ngờ từ chức, theo Bloomberg, Larry Page và Sergey Brin chính thức chấm dứt tham gia các hoạt động hàng ngày vào việc quản lý gã khổng lồ công nghệ và công nghiệp internet mà họ là các đồng sáng lập. Sanda Pichai, CEO của Google, sẽ đảm nhận cả vị trí giám đốc điều hành Alphabet, công ty mẹ của Google. Như vậy, Sanda Pichai, người đã lãnh đạo Google từ năm 2015, được gia tăng thêm quyền lực tại một tập đoàn khổng lồ đang nắm giữ các công nghệ tương lai đắt giá như xe tự lái và công nghệ chăm sóc sức khỏe mới. Larry Page và Sergey Brin vẫn là thành viên hội đồng quản trị của Alphabet, nắm quyền kiểm soát cổ phiếu biểu quyết tại công ty này. Năm 2015 Google tái tổ chức và thành lập Alphabet trong vai trò công ty mẹ. Sanda Pichai ngay sau đó cũng nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí CEO Google. Sanda Pichai tỏ ra hào hứng khi được bổ nhiệm vào vị trí CEO Alphabet và bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm việc với Larry và Sergey trong vai trò mới.